122 bạn Trần Tuấn Anh xin mời bạn xuống sân khấu. Yeah. Xin mời bạn xuống sân khấu ạ. À? Ô bạn đang ở dưới hả? Trời ơi. Ờ ca sĩ đai ha, có đồ đai rồi này nghe rồi. Rồi xin mời bạn gửi lời chào nào. Dạ, em xin chào ban giám khảo và mọi người trong cà phê tiệm ngày hôm nay. Ồ, người Hà Nội, bạn người Hà Nội Nam Định. Rồi, ok, 10 tiền luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Trần Tuấn Anh với khúc Em Không Có Về. Hát trước nha, rồi mình giao lưu sau, ok. Rồi, xin mời bạn. Cùng chạm tay cho bạn Tuấn Anh. Ừ, đúng rồi, Tuấn Anh là bạn ơi, vỗ tay lớn bạn. Hãy nhìn nó nào, trời ơi, đừng để cái lý sinh khác. Rồi, mời ngồi, ngồi. Dạ, chắc có lẽ là bạn là người Ninh Bình.